Đi đâu có dắt má của mình theo mà má mình làm gì mà lỡ có quê quá đừng sợ mình chị. Trời ơi hồi nhỏ mình nhỏ xíu mình ỉa ba hốt chứ ai hốt cha. Giờ má tao vậy đó quê nào giờ vậy đó gờ mắt mới gì chọc quê đúng không? Nói nào ngay bữa đi khách sạn Thanh Thần ô ba chữ một cái tao muốn cởi cái quần ra tao đội. Tao nói trời ơi trời nhà bà nội ơi. Khách sạn tao đông người lắm chứ không phải mình bà ở mà nói chuyện kiểu đó. Ủa vậy hả? Vậy hả? Là tôi dắt bà đi chơi, bà điện thoại gì bà khoe với mấy bà gì. Không biết vui cỡ nào trong phòng mà nhân viên tao nhắc nhở luôn đó mấy má hiểu rồi đó. Rồi còn cái khúc này nữa. Đây là lần đầu tiên má tôi đi máy bay mà ra nước ngoài. Không có đi Trung Quốc lần rồi đó mấy bà. Mà đi cái đó là giống như đi qua cửa khẩu à, không có ba máy bay. Bà nào mà có ba có má mà yếu yếu á muốn dẫn đi chơi nước ngoài vậy nè. Là mấy bà có thể mua cái vé ưu tiên được nữa. Có cái xe lăn ưu tiên luôn. Lần đầu tiên mới ưu tiên cả nữa 70.000. Đi nước ngoài thì check in hơi sớm tí xíu. Tôi cài giờ lộn, thức sớm có 4 tiếng chứ nhiều. Bà ra ba chữ tôi bù mà lòi trong con mắt mày hay gì mà mày hẹn kêu giờ kiểu gì vậy? Đi Thái Lan thì cũng dễ lắm, không có cần visa, mình chỉ cần hộ chiếu là đi được rồi. Nay dẫn quả qua bên đây coi được ông nào thì gả bả luôn. Nghe đồn trai bên đây đẹp đẹp không hả? Thôi cha mày có điên. Sụi bà đuổi đi chơi còn có thằng Quỷ Dương này tối ngày nó theo chọc cho tao nó chữ nó hoài vậy đó trời. Cũng may xung quanh mấy người này người Thái người ta không biết tiếng Việt. Rồi khúc này xong là tôi đi lấy hành lý. Tôi nghe cái anh hướng dẫn viên kia tí xíu nữa mình có được thì mình bo cho cái người mà người ta đẩy xe lăn cho má mình đó. Tầm khoảng 100 bạc hoặc là xịn chứ nữa là 200 được rồi. Rồi bà nào mà lần đầu tiên đi Thái đó, cái này em cũng không có kinh nghiệm nhiều nữa, người ta chỉ em sao em chỉ lại vậy, có gì mấy anh chị bỏ qua quan hỷ đừng cào đầu em nha. Mua cái sim ở Việt Nam đi mấy bà, mua có 100 mấy chục ngàn tiền Việt Nam của mình, cái bắt đầu mình đáp sân bay, cái bắt đầu mình qua đó mình lấy mình gắn vô máy của mình, được kilobyte gigabyte cũng nhiều lắm nghe. Xuống sân bay xong có bắt đầu mới kiếm chỗ ăn đó. Anh cái anh này là người Thái Lan nhưng mà biết tiếng Việt Nam của mình luôn, tại vì mình book tour mấy bạn. Ờ quên cho tao tô hủ tiếu đi, đưa hủ tiếu ra cái ăn cái gì nè. Đây. Đâu, 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 con đâu. Hủ tiếu của người ta không giống như hủ tiếu Việt Nam, người ta làm có bột năng để vô chổng đó mấy bà. Thôi, tao hủi tao nghe cái mùi cao khô khó chịu quá. Trời ơi, thấy vậy tôi mới kêu là một phần cơm khác cho bà. Bà ăn xong bà nói sao này người ta không có để cơm tới chiên như kỳ quá mày. Cái mùi xì dầu mà bà la cái mùi cao khô đó ăn cũng không được luôn mấy bồ ơi. Ăn không được vậy đó mà điện về cho đi chơi vui lắm mày ơi, đi ta mua đồ đó ra nước ngoài, xe cộ đồ này kia đông lắm. Hí hờn khúc này là nhận khách sạn, nhận xong mới biết là gì biết không? Mất cái vali rồi. Tông trời ơi, bão táp phong ba, lần đầu tiên đi ra nước ngoài mất cái vali rồi kiếm cái kiểu gì. Xong mà mấy điện ngược cái sân bay người ta lấy người ta giữ ở ngoài mấy bà. Thì ra là hồi nãy 7-8 cái vali xong á để lên xe không hết. Bắt đầu nó gớt ở lời trời đất ơi, thấy nên thân ghê chưa? Mấy bà hỏi đi du lịch nước ngoài như vậy rẻ không? Chi phí có cao quá không? Mình thấy thì nó cũng vừa tầm đó mấy anh chị. Bây giờ em nói cái giá nha. Em đặt vé máy bay thì trúng ngay cái ngày thứ 6. Miễn mấy bà đặt lên ngày là ngày thứ 5 hoặc là ngày thứ 7 gì đó thì nó dễ rẻ hơn. Tại em đặt ngay cái lễ mà té nước sông răng gì đó. Em có đọc sai mấy anh chị quan hỷ bỏ qua giùm em. Cho nên là vé chiều đi chiều về là hơn 5 triệu. Ra nước ngoài mình đừng có nghĩ là ồ đi vui chừng nào mình muốn về thì về, không có. Mấy bà phải đặt cái vé đi vé về luôn á, người ta mới cho mấy bà đi. Còn bà chỉ đặt một chiều đi thôi là lên máy bay người ta cũng phải bắt mấy bà mua vé về nữa. Khách sạn thì đầy đủ tiện nghi, có biển đồ này kia luôn, ăn sáng buffet đồ này kia nữa, rộng rãi lắm nha. Hồ bơi có đầy đủ, mấy bà biết sao không? Giá của nó là 1.6 triệu một phòng, tính ra cũng rẻ mà đúng không? 1.6 triệu là tôi quy ra tiền Việt Nam của mình rồi đó mấy bà. Cái này là qua Bangkok xong rồi nguyên gia đình của tôi bắt xuống Pattaya, xuống đây thì đi chùa đi chiền với lại cái tượng Phật lớn đó. Còn cái buổi tối này nè là cái anh này nè ảnh dẫn vô cái khu này là cái khu ăn uống, cho mỗi một người một thẻ gì đó, nạp tiền vô là 150 bạc, là gần 100.000 tiền Việt Nam của mình á. Rồi muốn ăn cái gì thì vô đó order xong, ăn xong rồi bắt đầu đi ra siêu thị, thấy mấy cái áo này nè cũng đẹp, hỏi bao nhiêu thì người ta tính tiền ra là 200 bạc. 100 bạc tương đương với 70.000 tiền Việt Nam của mình, mấy bồ cũng ok đưa vô cho bả. Đợt này đi là chúng cái lễ hội té nước cho nên là kêu bả đó mặc ba cái đồ vậy đi ra ngoài, người ta có té nước thì nó mau khô. Còn giờ là dắt vô cái khu này giống như là cái khu chợ đêm vậy đó, vui lắm nha mấy bạn. Cái hầu như là đa phần là người nước ngoài người ta đi tham quan, người ta đi trải nghiệm đồ này kia, đông đúc lắm. Nhưng mà tôi coi rồi nghe, cái giá ngoài chợ đêm này nó hơi nhỉnh hơn ở trong siêu thị chút xíu, giống như là người ta biết khách du lịch người ta kê hơi chút xíu đó, trả giá được luôn. Đi vòng vòng ngoài này thì có cái khu ẩm thực nữa, nhưng mà hồi nãy giọng cành hông trong kia rồi, ra đây đâu có ăn được gì đâu. Check in chụp hình rồi quay clip chút xíu thôi. Đây nè mấy bà ơi, cái ngày này là cái ngày mới bắt đầu lễ hội té nước mà ở Pattaya, chơi vui lắm, tạt nước tạt ơ đồ này kia. Bà nói trời ơi tao gán nha mày, tao bệnh nha mày. Rồi xong bắt xe đưa cho bà về trước, tụi tôi đói bụng quá, kêu anh này nè dẫn đi ra đây ăn. Không nhận đồ ăn ở đây phong phú ghê, mà tôi nói mấy bà nghe lưu ý kêu đừng để ớt. Trời ơi món nào món nấy cũng ớt chai dởn hết trơn, vậy mà người ta nói là ít rồi đó mấy bà. Rồi còn Thái Lan nhiều tập nữa, bà nào hóng rồi cầm anh hóng nha.